Một hành trình đi qua những miền phật tích của đất nước Myanmar, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác, một thế giới cổ tích, mà nơi đó còn ẩn chứa những giá trị cao quý của Phật pháp nhiệm màu, được kết tinh trong một tinh thần dân tộc trải qua hàng ngàn năm. Một tinh thần đã thấm sâu vào trong mỗi con người, mảnh đất, không gian sống, để tôn vinh giá trị cao quý của Phật giáo ngàn năm. Dấu ấn đạo Phật đầu tiên có mặt tại Myanmar được ghi chép khác nhau. Có sách ghi rằng một vị đại đức từ Sri Lanka đã mang kinh sách đến đây truyền dạy vào cuối thế kỷ thứ tư. Ý kiến khác là cho rằng trước thế kỷ thứ tư thì Phật giáo Myanmar đã trong thời cực thịnh rồi. Cũng có ghi chép rằng thời vua Ashoka vào kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba, thế kỷ thứ ba trước công nguyên, với mục đích truyền bá đạo Phật ra ngoài biên giới Ấn Độ, đạo Phật đã đến đây. Khi đó Myanmar được gọi là Vương quốc Aparataka, phía tây thượng lưu sông Irrawaddy. Nhưng người Myanmar có niềm tin mãnh liệt rằng Phật giáo đến đất nước này ngay từ thời Đức Phật còn tại thế. Ngài ghé thăm Tha Tôn và Sri Sethao thuộc tộc Môn và để lại hình ảnh Ngài cho các vua chúa nơi đây sùng bái. Một đất nước với hơn 200 sắc tộc khác nhau, nhưng có hơn 89% dân số theo Phật giáo Nam Tông, Theravada Buddhism. Và đạo Phật được xem là quốc giáo của đất nước này. Từ thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần 2 giờ bay với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, chúng tôi đã có mặt tại Yangon, là đô thị lớn nhất Myanmar và từng là thủ đô trước khi thủ đô mới được khánh thành tại Naypyidaw vào năm 2006. Được xem là một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới sau nhiều thập niên khép kín với thế giới bên ngoài. Nhưng trong mắt chúng tôi, thành phố, đường phố Yangon cũng rất sạch sẽ và hiện đại. Nhiều loại xe cộ lưu thông trên đường. Đặc biệt, Yangon hoàn toàn không có xe gắn máy. Các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn một thời thuộc địa của Anh quốc vào thế kỷ 19 vẫn còn tồn tại dưới thời gian, tạo cho thành phố một dáng dấp đô thị của châu Âu, mà một thời Yangon được ví như thành Luân Đôn của Đông Nam Á. Nhưng có lẽ dấu ấn đặc biệt nhất ở Yangon chính là những ngôi chùa mặc phong cách Miến Điện xuất hiện dày đặc khắp những con đường trung tâm thành phố. Không kể chùa, tháp, đền thờ Phật giáo trên khắp đất nước Myanmar được ước tính có đến vài triệu. Số lượng các ngôi chùa linh thiêng chủ yếu tập trung tại những thành phố nổi tiếng về Phật giáo như Yangon, Mandalay, Bago, Bagan. Myanmar có 49 chùa lớn, là nơi hành hương chính của Phật tử, tu sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây, Sule, nằm ngay bên cạnh tòa thị chính Yangon. Đây là ngôi chùa cổ có niên đại hơn 2.500 năm. Chùa Sule cao 48 mét, có mái vòm mạ vàng, với đỉnh là một chóp tháp bằng vàng. Nét độc đáo ở phần kiến trúc của chùa Sule là mang nét đặc trưng của dân tộc Môn, với hình bát giác lên đến đỉnh chóp tháp. Chúng tôi theo chân dòng Phật tử vào chiến hang Mahapassana ở Yangon. Đây là một trong những địa danh vinh dự cho sự tôn sùng đạo Phật của người Myanmar. Bởi trong lịch sử Phật giáo thế giới đã diễn ra 6 kỳ kết tập kinh điển, trong đó 4 lần tổ chức tại Ấn Độ, lần thứ 5 tổ chức tại Mandalay và lần thứ 6 tại hang Mahapassana ở Yangon. Kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 diễn ra trong 2 năm 1954-1956, kỷ niệm 2.500 năm Đức Phật giác ngộ, với sự tham gia của khoảng 2.500 vị tu sĩ đến từ khắp thế giới. Nói một cách nôm na, đây được xem là nghi chuyện Phật giáo thế giới. Hang Mahapassana được xây dựng năm 1954 theo một phỏng hang Sattapani tại Ấn Độ, nơi tổ chức kỳ kết tập kinh điển đầu tiên. Hiện nơi này được sử dụng cho các kỳ hội họp tổ chức nghi lễ Phật giáo, các kỳ thi của các nhà sư tại Myanmar,
và cũng là điểm hành hương của Phật tử. Khi chúng tôi đến, hàng Mahapassana đang có kỳ thi pháp học cho các vị sư đến từ khắp đất nước. Các vị sư dự thi sẽ đọc thuộc lòng bộ Tam Tạng bằng tiếng Pali dài khoảng 8.000 trang giấy, trong khi các vị giám khảo gồm các cư sĩ và giáo sư đến từ các trường đại học Phật giáo ngồi dò từng câu, từng chữ. Một kỳ thi thường diễn ra trong 32 ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng, kết thúc lúc 4 giờ chiều. Các vị sư vượt qua kỳ thi sẽ được một ủy ban về Phật giáo của chính phủ công nhận và phong phẩm nhất tạng, nhị tạng hay tam tạng. Toàn Myanmar hiện mới chỉ có 9 vị sư được phong phẩm tam tạng. Chúng tôi đến viếng chùa Châu Thách Chi ở phía đông nam thành phố. Đây không phải là ngôi chùa cổ, nhưng Phật tử du khách khi đến Yangon thường không thể bỏ qua ngôi chùa này trên con đường hành hương. Chùa Châu Thách Chi do một Phật tử thuần thành tên Ubotha cúng dường xây dựng vào năm 1907. Đây được xem là tượng Phật nhắm niết bàn lớn nhất Myanmar với chiều dài hơn 60m và cao 30m. Qua nhiều năm tháng tàn phai, năm 1966, người dân Myanmar đã làm một nghi thức trọng thể để thay đổi diện của bức đại tượng với diện mạo uy nghi và thánh thiện như hiện nay, với đôi mắt được làm bằng pha lê quý. Khi chúng tôi đến thực hiện ký sự, cũng là lúc Phật tử đang chuẩn bị cho dịp đại lễ khánh thành pho đại tượng tại chùa Châu Thách Chi. Nhìn những người thợ nhỏ xíu lau chùi pho đại tượng mới có thể hình dung được sự vĩ đại của pho tượng này như thế nào. Mà với nhiều người dân Myanmar, được tham gia những sự kiện trọng đại như thế này là một hạnh lớn mà họ có được trong đời. Nhiều điêu khắc gia Phật giáo đến đây đã công nhận rằng đây chính là đối bạc chân Đức Phật đẹp nhất mà họ được chiêm bái, với các họa tiết điêu luyện nói về những đại thiện nghiệp mà Đức Phật đã thực hiện trong cuộc đời quan pháp của Ngài đối với chúng sinh, cũng như những hình ảnh của tam giới. Có thể nói, đây là pho đại tượng thể hiện rõ nét 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Sau khi Miến Điện, tên gọi cũ của Myanmar, giành độc lập từ tay thực dân Anh vào năm 1948, thủ tướng đầu tiên của Miến Điện là U Nu đã cúng dường xây chùa Kabei, tên gọi thêm Miến Điện có nghĩa là hòa bình thế giới, với tâm nguyện cầu cho hòa bình thế giới. Chùa tọa lạc tại thị trấn Vệ Tinh, Mê Giang Quân của Giang Quân. Với người Myanmar, từ thời xa xưa đến hiện đại, cho dù thuộc chế độ phong kiến hay dân chủ, bất cứ một nhà lãnh đạo đất nước hay vua chúa, việc đầu tiên khi lên nắm quyền là cúng dường xây chùa. Chùa được xây trong 2 năm, từ năm 1950 đến năm 1952, trên ngọn đồi mang tên Kabei. Chùa cao 34m và được trang trí bằng những màu sắc sặc sỡ, đỏ, vàng, xanh ngọc, hình hoa sen và nụ sen được chạm khắc ở ngoài, các bảo tháp xung quanh, dòm vàng trên tháp và bao quanh các cổng chùa. Khắp nơi đều được tôn trí vô số tượng Phật và các bức họa to lớn về sự tích con đường hành đạo của Đức Phật. Trung tâm chính điện là hệ thống gian thờ chính xoay tròn với năm pho tượng Phật lớn bằng đồng ở năm cửa vào chánh điện chùa, thể hiện cho năm vị Phật xuất hiện trong kiếp đời này. Khi khánh thành chùa, thủ tướng Myanmar đã thỉnh hai sợi tóc của Đức Phật từ Sri Lanka về thờ tại chùa và đặt trang trọng trong gian thờ chính nơi có bức tượng Phật bằng đồng. Với nhiều người ở Yangon, chùa Kabei tuy ở khá xa trung tâm thành phố nhưng do rất linh thiêng với xá lợi Phật nên Phật tử thường tìm đến cúng viếng nơi này, và họ tin rằng mọi lời cầu xin đều trở thành sự thật, đặc biệt mưu cầu hạnh phúc an khang. Còn đây, một nét độc đáo nữa của chùa Kabei: trước khi xây chùa vào năm 1950, các nghệ nhân Myanmar đã đi đến các quốc gia có tín ngưỡng Phật giáo trong khu vực như Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam để ghi lại những mẫu tượng Phật đa dạng về để tạc lại một phiên bản giống như thật, với ý nguyện cầu hòa bình cho Phật tử khắp nơi trên thế giới.
chiều đã dần buông trên những mái chùa truyền thống ở Yangon. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể dừng chân, bởi trong không gian đêm ở những ngôi chùa cổ Myanmar, câu chuyện ngàn năm vẫn đang thì thầm kể cho hậu thế nghe sự trường tồn của Phật pháp nơi đây.